Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Nga phóng hơn 1.000 tên lửa, Ukraine mất quyền tiếp cận biển Azov. Nguồn tin dẫn lời quan chức nước này cho biết, dù có lợi thế về số lượng vũ khí trên không, nhưng Nga vẫn chưa có ưu thế trên bầu trời Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalib và hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander để tấn công nước này quân đội Nga vẫn đang dội hỏa lực xuống các thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev và một cơ sở sửa chữa máy bay ở Lviv gần biên giới với Ba Lan. Tối ngày 18 tháng 3, các quan chức Ukraine cho biết thành phố Cảng đang bị vây hãm, Mariupol đã bị mất khả năng tiếp cận biển Azov và các lực lượng Nga vẫn đang tấn công khu vực này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đề nghị Tổng thống Nga Putin dừng bao vây Mariupol cho phép các hành lang nhân đạo hoạt động và ngừng bắn ngay lập tức. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Nga đã có cuộc điện đàm kéo dài 70 phút. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nhận được đề nghị ngừng bắn tại Ukraine ngay lập tức. Trong khi đó, một chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang đưa quân khỏi Syria để tăng cường lực lượng tại Ukraine tướng mỹ frank mackenzie nói với các phóng viên rằng ông thấy các hoạt động quân sự của nga ở syria không có nhiều thay đổi